Thì bây giờ này em chia sẻ với các bác là em cách lấy giờ cái đồng hồ SK mà cái núm bơm này của nó bị hỏng này. Tức là cái núm bơm này nó không hoạt động được nữa ấy. Thì mình sẽ làm cách nào? Thứ nhất, việc đầu tiên á, mình sẽ quay, mình rút ra, rút hết ra, chỉnh cho nó cái lịch trong này, nhảy đúng ngày đã. Đó, cái trong nhảy đúng ngày này nhé, đấy, cái lịch trong này, cái thứ đấy. Đó, mình quay này. Đó, cho nhảy đúng ngày đã. Ví dụ hôm nay là thứ năm chẳng hạn, thì mình sẽ chỉnh cho nó vào rồi nhảy đúng thứ năm này. Đây, các bác nhìn nhé, là bắt đầu nhảy này, bên ngoài này. Đó, sau khi nhảy xong thì thứ năm thì em sẽ quay đến đúng 12 giờ trưa. Đó, rồi bây giờ chỉnh giờ chuẩn giờ. Bây giờ ví dụ 4 giờ chẳng hạn, thì em lấy 4 giờ, xong em sẽ đóng vào, đúng này vào. Đó, đóng vào cái nấc mà không phải đóng hết vào nhé, xong bắt đầu rút ra một nấc nữa. Đó. Đó, mình xoay này không thấy gì cả, thì mình tiến đó để lấy lịch ngoài, bắt lịch ngoài đó. Đó, các bác thấy ạ, lấy ví dụ hôm nay là đó, đây kìa, ví dụ hôm nay 12 đó, thế là xong. Xong rồi, sau khi lấy xong mình sẽ đóng hết cái này vào, đóng hết cái núi này vào nhé. Đó, đó, thế là xong thôi. Đấy, các bác thấy là em sẽ chỉnh em được hai lịch này, chỉnh giờ này, rất đơn giản, nhưng mà nhớ là đóng núm này vào hết cỡ để nó chống được nước thế thôi. Còn cái vành ly này nó quay đấy, cho đẹp thôi. Đấy, không có tác dụng gì cả. Đấy, cái núm bơm này nếu mà nó bị hỏng rồi thì ta sẽ làm cách đó, rất đơn giản đúng không? Đấy, nhưng mà cái cách này lấy được đúng cả hai lịch luôn. Đấy, và đêm 12 giờ đêm nó mới nhảy lịch, chứ không để chuyển sang 12 giờ trưa nhá.